Xin chào tất cả anh em Hội Thợ Mộc trên mọi miền Tổ quốc. Rất vui được gặp lại anh em. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến anh em một con máy đưa phôi. Con này hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 3 pha. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái công suất, cấu tạo, chức năng của máy. Nói chung là cái dòng máy đưa phôi này thì nó cũng không xa lạ gì với những anh em thợ mộc. Con này motor của nó là 0,4 kW, tương đương với nửa ngựa. Tốc của nó là 1435 vòng trên phút. Ở đây là cái dây cu loa của nó, thì nó sử dụng dây cu loa 3 cấp nha các bạn nhé. Dây cu loa buli 3 cấp. Đấy, có nghĩa là nhanh chậm. Ví dụ cái cấp ngoài cùng này là chậm nhất này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, cái cấp ở trong này á, là cấp trung bình. Còn cái cấp ở trong nữa là cấp nhanh. Nhanh, chậm, chậm, chậm dần đấy. Thì các bạn muốn nhanh, muốn chậm thì các bạn chỉ cần đảo dây cu loa vào trong thôi. Đấy, máy chạy rất là êm, mình bật thử cho bạn xem. Đấy, bánh răng đồ đạc ở trong của nó còn như mới luôn, nguyên zin nguyên bản, không sứt mẻ. Đấy, các bạn nhìn cái bánh răng của nó còn sắc cạnh rất là đẹp luôn. Đấy, trong kia là mỡ bò nha các bạn nhé. Đấy, nguyên bản, nguyên zin, đồ đạc xích xiếc các thứ là còn ok. Bánh xe mình xiếc biết là còn rất là đẹp, hơi bẩn bẩn thì thôi. Đấy, con này chạy ngược chạy xuôi nha các bạn nhé. Đấy, chạy. Đấy, xe của nó còn rất là ngon, trông nó hơi bị nứt nứt tí này thôi, nhưng mà cái cao su này của nó bền lắm, cao su của Nhật. Con này thì chạy hai chiều nha các bạn nhé, bật tới bật lui này. Đấy, chạy về đằng chạy này, chạy về đằng trước này, chạy đằng sau này, tới lui. Máy chạy rất là êm. Đấy, cái này thì các bạn có thể bắt ở trên mặt của bàn cưa, có thể bắt ở trên mặt bàn của máy tu bi, máy mặt bàn cưa, mặt bàn bào, hoặc là mặt bàn của máy rotor, rotor chụp đứng đấy. Hoặc là các bạn có thể bắt ở bên hông. Bên hông của nó có một cái bát của nó đây. Ví dụ các bạn bắt ở bên hông này. Còn nếu mà bắt trên mặt thì các bạn tháo cái bát này ra. Ở cái đế của nó có 4 lỗ, thì các bạn bắt vào 4 cái lỗ này. Thì các bạn bắt ở bên hông thì các bạn phải bắt vào cái mặt này, sau đó các bạn bắt ở bên hông này. Đấy. Còn nếu mà anh em là thích bắt ở trên mặt thì là để cho nó bắt trên mặt thì nó tốn diện tích, nó bị mất cái diện tích này khi các bạn làm nó bị vướng. Thì các bạn bắt ở bên hông này thì nó ngon hơn. Đấy, bắt bên hông thì các bạn chỉ cần bắt vào 4 cái lỗ này, sau đó các bạn khoan 2 cái lỗ ở đây, sau đó các bạn lấy 2 con ốc siết vào. Đây, 2 con hoặc 4 con. Các bạn muốn chắc thì bắt hẳn 4 con, đây là con lỗ sẵn rồi, các bạn chỉ cần đánh dấu ở đây này. Đấy, sau đó là các bạn khoan, sau đó các bạn lấy con ốc các bạn siết. Thích các bạn thích thì ta gen, hoặc là nếu không thì các bạn đơn giản nhất, các bạn chỉ cần khoan lỗ ra, các bạn lấy con ốc các bạn bắt hai đầu thì nó ok. Đấy. Ở đây tay quay lên xuống nhá. Lên cao xuống thấp. Đấy, các bạn chỉnh, nói chung là cái này là chỉnh ngược, chỉnh xuôi rồi chỉnh các kiểu được luôn. Thì các bạn chỉ cần xoáy nhả con ốc này ra. Hoặc cái nhả con ốc này ra là nó quay được cái này luôn. Đấy, cái này các bạn nhả ra. Đấy. Nhả ra các bạn quay được luôn. Đấy. Còn cái này thì ra vào này. Đấy, các bạn thấy không? Ra vào. Nói chung đưa phôi thì anh em nhìn phát là biết ngay, nếu anh em thợ nhìn sơ qua phát là biết cái cấu tạo, chức năng hoạt động của nó như nào. Con này là hàng bãi nội địa Nhật. Máy thì còn quá là đẹp luôn. Đấy, tem mát của nó rất là đẹp luôn này. Tem này thì hơi mờ. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.